từ khu vực cầu Bà Tàng mình đến đây phóng xanh nha, ngay giữa dòng luôn. Chui xuống lậu. Theo mong muốn của chị Lisa Thanh ở Thụy Điển, ở đây là toàn bộ là lương nè, rồi có rất nhiều cá nữa. Bò nhanh ha. Lương này lèo, lương con. Sống tốt. Ôi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 29 tháng 12 năm 2021. Và mình đang có mặt trên đường Nguyễn Duy, phường 12, quận 8. Vị trí chính xác ở đây là cầu sắt Hiệp Ưng. Thì cách đây hơn một tuần có chị Lisa Thanh ở Thụy Điển, chị gửi về cho mình 2 triệu đồng và chỉ mong mình là đi mua cá, mua nhái, mua lương để phóng sinh ha. Bây giờ mình sẽ đi về hướng chợ Sớm Củi để mua cá, mua lương nha. Rồi sau đó mình sẽ đi về hướng của Lưu Hữu Phước đúng không? Lưu Hữu Phước à. Mình sẽ thuê tàu để đi ra giữa dòng và mình sẽ thả cá. Rồi chúng ta đi nha. Các dòng kênh ở Sài Gòn màu nước không được trong xanh. Các bạn, khu vực chợ Sớm Củi. Đây là sau lưng ha. Âm thanh ra rã luôn ở đây nè. Thanh long. Đằng kia là bán xoài, bán chuối đâu đó. Bây giờ mình sẽ đi về khu bán cá, bán lương. Trong tay của mình là 2 triệu nha, mình sẽ mua hết luôn. Và như ý của chị Thanh á, mình sẽ mua những loại cá nhỏ để phóng sinh cho nhiều. Thanh long 15.000 đồng một ký. Tiểu Huy ơi, khu vực bên kia bán cá nhiều lắm kìa. Đi khắp cái chợ Sớm Củi các bạn, không tìm thấy các loại cá nhỏ mà còn sống, chủ yếu chỉ là cá chê, cá lóc, nhưng mà loại lớn không à. Kiểu này phải đi qua một cái chợ khác rồi. Qua chợ nào Huy? Qua chợ Nguyễn Đường á. Hy vọng mình có à. Ở đây là không có rồi đó. Hôm nay là chợ Sớm Củi thấy đông, thực sự là đông quá. Toàn bộ là cá lớn không à. Điều này cũng dễ hiểu, là hầu như là ai ăn thì ăn cá lớn. Cá điêu hồng, cá ba sa, cá chê, cá lóc, cá rô cũng lớn luôn. Con nào cũng lấy bằng bàn tay. Ôi, đi ra lấy xe, mình đi qua khu vực khác ha. Ở đây có tôm nữa, mà tôm cũng lớn luôn. Lý do chị Lisa Thanh muốn mình đến các khu chợ để mua cá là bởi vì ở đây nó sẽ có ý nghĩa hơn, có nghĩa là cá mang ra đây thì để bán, rồi sẽ về mừng thịt. Thì ý nghĩa là cứu sống những con cá ha. Chứ mình đi mua ngay tại những chỗ cá bán phóng xanh á thì nó sẽ rất là dễ. Và đây khu vực chợ Nhị Thiên Đường. Sau khi đi hết một vòng chợ Sớm Củi không có cá con, giờ chuyển qua đây mua cá con. Rồi, chắc phải đi tuốt đằng kia mới có. Qua tới chút này của chợ Nhị Thiên Đường, ở đây bán cá rô và thấy cá rô nó mạnh. Con nào yếu là cái con nào mà chết là em bỏ ra nha. Chết cho hết luôn, khỏi đi. Rồi ok, mở ra, mở lấy lên. Nhớ mình cho coi nữa nè. Đây. Cá đẹp như mơ luôn đó. 100.000 đồng ký đúng không? Bây giờ mua cá phóng xanh có giảm bớt giá không? Có thiệt rồi, có ăn là 120
này trứng con thỏ tốt lắm. Cái này là bao nhiêu ký đây? Cái này bao nhiêu ký đây? Cái này bao nhiêu ký? Cái này có 60.000 thôi. Cái này 100.000. À con kia bự là 60 nhưng mà cái con kia là cá gì đó? Cá rô mà rô nuôi hả? Đồng, cái này là cá đồng hả? Con này đồng hả? Con này nó mạnh lắm nè. Mua cái con mạnh này thả nó dễ hơn. Không có chưa. Ở đây nè, 50-60 là đó. Rồi, ok. Ở bên đây có cá chê nữa. Cá chê nè, xúc lên nói lỗi được. Cá chê này là bao nhiêu ký chị? Cá chê này bán 50. Cá chê 50 hả? Có mấy ký à? Hết bự cũng 50, mua có bự có trứng. Đúng không? Thử đi rồi chụp hình. Rồi, chụp thử đi. Chụp thử đi giờ, hồi trừ cổ ra sao. Ừ. Học phỏng phỏng ha. Tay nhanh quá ha. Bao nhiêu ký rồi? 7 ký rồi. Chừng có 7 ký. À, chừng có 7 ký á. Thôi 7 ký đến 7 ký á. Là nhiêu? 700.000 đồng. Dạ. Cái này có mấy chục mấy ký đâu đấy anh. Rồi thôi 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 thôi. Mua cá đồng không à, mua cá đồng thôi. Rồi qua cá chê thử đi. Rồi rồi rồi, chừng vô. Là nhiêu? Cái này chừng 200.000 với nó 220 rồi 200. 5 ký hả? 5 ký là nhiêu ta? Hồi nãy nó nhiêu ký? 45.000 ký. Là hơn 200.000. Vậy con gì là nãy giờ là 900.000. Cho đúng này luôn rồi. Con sốc con này 200 rồi. Tại mua này mua hàng sống mà. Có khi để em mua nhiều nhiều cá để bớt rồi, người ta bán người ta 55 bán 45 cho đi đó, có mấy ký đâu à. Này hơn 200 chứ có 200 cái nhiêu. Thôi được rồi, chỉ có bán cũng phải có lời mà. Không sao. Hả? Bây giờ lấy hết toàn bộ cái cá rô với lại oxy. Oxy luôn đó. Có cá chê. Vậy là cá rô tính 700 đúng không? 700 nha, 200. Rồi 900, rồi ok, 900 ngàn. Tới khu vực này chỉ bán lươn, lươn nhỏ nè. Bây giờ là 200, 780 hả? Một ký là bao nhiêu con chị hả? Nhiều quá. Nhiều quá, một ký là nhiều quá. Vậy hả? Đây là lươn nhỏ. À. Nhiêu đây có em là 2 ký rưỡi. 2 ký rưỡi à? 2 ký rưỡi là nhiều ta. Nãy là 108 là 360. 360 với 90. Được, lương thả là đủ sống một chơi. Thả là 400 rưỡi á. Có cá sặc không chị? Cá chê này là. Đây có cá chê nhỏ. Được rồi, thì mà nãy mua cá chê đằng kia rồi. Cá chê nhỏ này nó đúng mà. Nhiều lắm rồi. 460 có nghĩa là đã gần 1.360 rồi. Rồi cá lóc nó lớn quá trời. Mà lớn quá. Không có cá lóc con ha. Dạ. Rồi đây lươn. Lấy chim, lấy chim. Con lươn. Con lươn. Đang lấy chim. Kìa kìa nó mời con nhỏ. Con nhỏ này bóng xanh luôn. Đâu? Cái lo phóng đi qua Mỹ quá. Trời ơi, con nhỏ này bao quả phóng luôn á. Dạ. Yeah. Kìa phóng là nó xanh liền à. Phóng cái xanh liền à. Không à, ở đây không có cá sặc. Cá sặc thả thôi sống hả mà. Bóng dừa cái ăn cũng dễ nặng vậy. Dạ. Yeah. Bóng dừa giá nặng quá. Bóng dừa nặng lắm. Hồi nãy đi cái chợ sớm củi không có, qua đây mừng gì đâu, có hàng. Rồi tính đi, cân. Tất cả cái số lương đó là tính 450 nha, 2 ký 7. Bây giờ là cái mâm này còn mấy con nè, sống không? Sống không à? Mấy con này là sống rồi đó, nhìn nó lính nước lì vậy đó. Lấy hết luôn rồi. Khoan, cá rô này nhiêu ký? Chơi rô đâu. Ờ. Bên kia rô nhiều lắm rồi. Ủa địa chỉ hả? Rô thôi bán hết rồi, bán giá nhiêu? Cái rô này là chị bán sao vậy? Cái rô này cá rô đồng, bây giờ anh mua thả em lấy anh 80 là sát giá luôn rồi đó. Còn lại mấy con này đúng không? Bán giá sát giá 80 luôn hả? Lấy luôn đi. Mỗi đời giá khác nhau, vì mình kia nó to hơn đúng không? Bên kia to hơn mà đi, ok. Bên đây nó nhỏ hơn bên kia.
chơi luôn, mua luôn đi. Rồi, coi chừng cái tay. Khó bắt à. Ừ. Ui, kìa. Cái chuyện nó chết đó chị ơi. Rồi cho nó đi. Đi đi con ơi, hai con nữa. Ba con. Cơ bản là một kim gai của nó. Đấy, thôi mua thêm 9 kim gam nữa. Đây cả chị con. Rồi. 1 ký 60 ngàn. Đây nó còn sống từ từ chứ. Không hết đó. Rồi. Con còn nó bị thương kìa. Thôi vẫn còn sống luôn, nó lì lắm cái này. Ok. Anh có oxy không? Rồi bắt vô hết cho em nha, không muốn cường con não ngoài nha. Được chứ. Rồi. Nó còn sống. Đó, bắt đi, anh bắt đi. Bây giờ tất cả là 4 bịch. À quên 5 bịch. Wow. Rồi lát mình ngồi giữa hai cái bịch này đó hả? Ờ, anh nói ngồi giữa thì đó. Rồi, lát mình ngồi giữa cái khe này. Đó, hai bên nữa. Chứ cả là 6 bịch. 6 bịch, bên kia nó 7 bịch. Rồi. Ôi ôi. Rồi, hết chỗ ngồi luôn. Hết chỗ ngồi. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Rồi, mày leo lên, tới tao leo lên. Ê, rồi, biết bỏ chân đâu. Ừ. Gì cái má chết rồi còn cái kêu quả chi vậy. Rồi ghé qua chỗ này, chỗ đi đò qua Đình Ông. Rồi bây giờ đi tàu đi Phóng Xanh. Ở đây cô làm bánh bánh gì quên cô? Bánh mông lan của người Chăm. Bánh bò người Chăm nữa, ha cô Âm. Dạ. Một ổ nhiêu cô? Cái này một ổ 12 cái đó là có 20 ngàn. Dạ, yeah. Rồi, một lát nó lấy con ổ nha, rồi. Lát quay về lấy. Đó, ủng hộ luôn, 12 cái. Rồi đây các bạn, đây là cái vị trí mà bến đò Đình Ông nè. Trên đường Lưu Hữu Phước ha, hôm bữa mình đã đi rồi. Bây giờ mình sẽ đi đò. Ở đây tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ướt mẹ nó cái quần luôn. Ở đây địa chỉ là... Dạ, 173, 174 Lô Hữu Phước, phường 15, quận 8. Ở đây có bán cá Phóng Xanh luôn. Nó có làm bánh bông lan, bánh bò chăm. Để ghi luôn cô, bánh đò Bạch Ly nè, bữa có ghi hình rồi. Để đọc lại số điện thoại 0949 574 311, 0919 070 570. Rồi nó bị mờ nữa rồi. Hôm bữa mình có đi một chuyến từ đây qua Đình Ông. À, Tết này các bạn có đi Đình Ông á, ghé qua đây các bạn ha. Cô 30 Tết ở đây đi đình á là hoạt động tới mấy giờ? 30 thì mình chạy suốt đêm. Suốt đêm luôn ha. Dạ. Bây giờ bên kia nó cũng có cái chầu á, thành ra cô bác mình đi cũng gắn rồi. Dạ. Dạ dạ. Có đi ai đi đò thì đò, ai đi cầu thì đi cầu. Ai thích diễn nhạc thì quay về ăn trước. Dạ. Dạ, vui vẻ. Và ở đây cái giá đi đò mà đi thả cá thôi á là 100.000 đồng các bạn nha. Ở đây là giá ưu đãi, chạy ra giữa dòng thả cá cho chắc ăn, thả ven bờ để chích điện hết rồi. Dạ. Rồi đó. Giờ ta hiện đại rồi, ta tài hiện đại hết, giờ bằng điện mà rồi. Dạ. Này tốt bên Mỹ, lần bài này cũng nhiều chuyện lắm, hay tại bên Mỹ rồi về, hay coi những bánh. Hello. Chị. Chào cô. Chị, dạ. Bên Mỹ á, Cali á. Dạ.
thơm á. Đi thả cá phóng sinh coi. Cái nước nó mới lớn thì nó còn hơi đen đen đúng không? Ừ. Không. Đi ra giữa vòng. Trời ơi, người ta rành rồi con. Dạ. Ta rành quá rồi con trai. Mấy chú này bố đi bốn vùng chiến thuật rồi con. Bữa đi rồi bốn vùng chiến thuật. Chưa có đi vùng chiến sự thôi. Chiến sự có công đạn nó lạc rồi nó đổ thừa bên này bên kia. Đó. Ok. Dạ. Cứ từ từ đem xuống. Dạ. Đây là Mạnh Thường Quân ở bên Thụy Điển á, cổ nhờ. Hả? Hôm nay hai đứa nhỏ nó đổi cái ứng dụng rồi. Hôm nay chuyển qua phóng xanh. Bữa đó là đi phiêu lưu mạo hiểm. Dạ. Rồi sau khi cái chuyến phiêu lưu mạo hiểm thì có những cái nhà người ta phát tâm. Dạ. Trời ơi, mấy đứa này nó đi dùng nước lên ha. Dạ. Nước cao là mừng rồi. Đây chúng ta qua cầu Bà Tàng. Có chỗ bến nha. Nãy thấy chỗ bến đẹp không? Dạ. Bây giờ bắt đầu đó. Nó chỉ cần nhích qua một chút xíu thôi. Cái kia đó, nó bị nửa dòng của Sài Gòn. Nó sát quá nhưng mà ra tới đây em dòm cái nước lại đi khác đi. Nó bàn lại khổ gì đó. Có chút xíu thôi. Ra tới cái khu vực có cái những cái cụm dừa nước là thấy ok hơn. Bây giờ mấy con này. Ủa vậy mấy đó đi đi thả cá giá biết ra đọc kinh hả? Dạ không, cái này đi thả giùm người ta thôi. Để nè, có mấy cái nhà đọc này giá giùm người ta đi. Dạ. Mấy cậu à. Đó, trở lại kinh phóng sanh đó, nguyện đem công đức phóng sanh này trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai nghe, nếu ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Mười giờ sáng các bạn, bây giờ bầu trời lại chuyển sang cái màu không hẳn là u ám mà nó cũng không gọi là nó trong á. Quay em thấy ngã ba này sao, ok không? Ok anh. Chú ơi thả ngã ba này được hả chú? Ngay khu vực Định Ông nè các bạn. Rồi đằng kia chính là Định Ông. Ôi, có con cò kìa. Đây được rồi chú ơi. Chú còn nghĩ thả đây được rồi chú. Chú này là ngay giữa với ngã ba nha. Dạ. Ok. Đi gửi cho ạ. Nha các bạn. Đây đầu tiên là cá rô. Con rô. Khoảng giống miền Tây sông nước không?
chị Lisa Thanh ở Thụy Điển. Ê, cá chơi. À, cá rô, cá rô. Mà, thấy cá rô mà. Thả đi. Đấy, còn sống các bạn nha. Còn sống rất là mạnh. Đấy. Đây, cá rô. Đi, đi. Rồi. Lội liền. Nhanh lắm. Cái cá rô mạnh ha. Ừ. Cũng một rô đồng nữa. Đây, bao thứ hai. Đây, rồi. Xuống. Lan đang đến. Rồi, tiếp tục. Ở đây là cá chê. Đợi, 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 quy, quy. Đợi, đợi, đợi. Tay vẫn còn sống các bạn. Thực sự còn sống nha. Đó, rồi, cho nó xuống đi quy. Đó. Nhảy nhanh lắm. Mấy con chê này chê lớn rồi. Đó. Rồi, đi. Tiếp tục. Cá chê nhỏ. Cá chê nhỏ. Cá chê nhỏ này nãy là một gỗ nó là 9 kg đúng không anh? 9 kg, 1 kg là 60.000 là 540. Rồi 900.000 tiền cá rô với cá gì đó. Cá rô với cá chê lớn. Cá rô cá chê lớn rồi thêm cái lương nãy là lương là như là 470 hay là 500. Với thêm cá cái thêm 1 kg cá rô, cá rô kia nữa. Này, cá chê còn sống. Cá rô nó mạnh hơn cá chê á. Ừ. Đây mấy em lội rồi. Ừ, nó lội nè. Hóp đầu lên như sao nãy mình để chổng ngợp. Ừ, vỡ lội rồi đó. Cá rô thì nó mạnh hơn cá chê. Cá rô xuống cái mất tiêu. Ừ, đó, lội kìa. Đó, từ từ lội đi rồi kìa, đó. Lấy hơi lại. Ừ. Chứ hồi nãy cái cá rô mà nhỏ nhỏ anh theo em nghĩ đi ra tới đây là nó chịu không nổi. Ừ. Mấy cá rô lớn thì mạnh. Đó, nó bơi hết rồi kìa. Bơi hết rồi. Ồ, kìa, kìa, nó nhổi lên, nó nhảy lên lại. Đi, đi, đi. Đây, mừng cho tụi bay. Đi hết rồi. Rồi, qua đây tới cá chê nhỏ nữa nè các bạn. Cá chê nhỏ. Ừ, xuống. Rồi, đi, đi. Đây, đi. Đi kiếm ăn đi. Rồi, cái bịch này mạnh hơn. Mất tiêu hết luôn. Đi hết luôn rồi. Mất tiêu hết luôn. Ừ. Con cá chê vàng. Bò quá trời luôn. Ừ, rồi. Bò quá trời luôn rồi. Bay quá trời bay luôn. Ừ. Mấy cá rô đi hết rồi. Rô mạnh quá. Ồ. Cá chê còn qua đây nữa nè. Ê, nó qua đây luôn nè mày. Nó qua đây nè. Mới đây đi nhanh quá. Qua đây nè. Đó. Theo cái thành tàu. Bên đây là cá gì đây? Cá rô. Còn cái bịch hồi nãy 1 kg anh. Còn thấy trên mâm còn nhiêu mua hết á. Okay. Đây. Thấy còn ấy dạ, nó. Ấy dạ, ấy dạ. À, nó xúc tay rồi cho xuống đi. Ấy dạ. Cho nó xuống, cho xuống. Thôi, chảy máu luôn rồi. Máu đấy. Đẩy ra xuống đi. Rồi, đi đi. Mất tiêu luôn. Rồi, hết chưa? Hết rồi. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Và xin cảm ơn chị Thanh ở Thụy Điển. Rồi, mình đi về. Đây, Đình Ông, quận 8 bên kia. Rồi, các bạn có nhu cầu thả cá phóng sanh hoặc là đi Đình Ông, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán, liên hệ với chú nha. Hồi nãy có đọc số điện thoại rồi. Rồi, chào chú. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Trên núi Chứa Chan, Gia Lào.